Hoài Lâm chật vật trở lại VBiz, bị chê vì giọng hát trên phố, phong độ diện mạo chẳng còn như xưa. Xin chào tất cả quý vị, chúng ta lại gặp nhau rồi ạ. Rồi quý vị thiên vị quá luôn á. Lâm ra một phát là quá trời đèn sáng lên. Cảm ơn fan, cảm ơn rất nhiều. Sau thời gian dài ở ẩn, Hoài Lâm đang dần trở lại showbiz và nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Bằng chứng là loạt sản phẩm cover hay những đêm diễn live của nam ca sĩ được đăng tải trên mạng xã hội đều được đón nhận. Tuy nhiên, bản cover Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu của Hoài Lâm lại nhận về vô số tranh cãi bởi cách xử lý bài hát có phần hơi lạ lẫm, không dứt khoát và thậm chí có phần hơi sến. Trước luôn tranh cãi đến từ cộng đồng mạng, Hoài Lâm chia sẻ với truyền thông như sau: "Tôi cảm thấy thoải mái, trước nay tôi quen với kiểu hát như vậy rồi nên khó thay đổi, nhưng khi mọi người góp ý tôi cũng nhìn ra được bản thân cần thay đổi gì trong tương lai để hoàn thiện mình hơn. Thật cha tôi có tự giác nằm suy nghĩ và nghe Mira Trần hát bài này. Khi tự sản xuất bài Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu, tai tôi nghe vẫn ổn. Anh chưa tự nghĩ quá khứ hát hay thì hiện tại sẽ làm được những tác phẩm huyền thoại như vậy. Con nuôi Hoài Linh nghĩ mọi người cũng sẽ nghe Lady May, chứ bài hát không phải bài chính thức của mình. Dù anh cũng mong đợi sẽ được khán giả đón nhận để kênh của mình được nhiều người biết đến hơn. Giờ nhận được những phản hồi chưa tốt, một chút thất vọng thoáng qua thôi, nhưng với nam ca sĩ thì không sao cả. Hoài Lâm bắt đầu thành lập trang cá nhân và kênh YouTube mới để livestream và giới thiệu những sản phẩm của mình đến với người hâm mộ." Nam ca sĩ tiết lộ khi ra mắt các ca khúc cover, anh nhận được không ít lời khen có cánh từ công chúng. Thế nhưng, khi nghe quá nhiều phản hồi tích cực, Hoài Lâm cảm thấy hơi lo lắng và tò mò, không biết nếu những khán giả khó tính nghe sẽ đánh giá ra sao. Từ khi tái xuất làng giải trí, Hoài Lâm thường xuyên bị dân tình cho là sa sút, phong độ không ổn định. Nhiều người cho rằng giọng hát của anh dù tình cảm nhưng vẫn khá trên phố khi thể hiện các nốt cao đặc trưng. Nói về điều này, Hoài Lâm cho biết bản thân cũng tự cảm giác được điều này. Trước giờ nam ca sĩ cũng rất cần phong độ, đó là điều mà anh luôn theo đuổi. Trong gia đình, ba mẹ tôi thường khen giọng hát của con đang tốt rồi, tôi cũng tin là như vậy và cảm thấy không có gì quá buồn hay chạnh lòng khi bị chê. Tương lai tôi vẫn sẽ làm việc phát triển kỹ năng của mình hơn chứ chưa nghĩ nhiều đến chuyện đi luyện giọng. Với Hoài Lâm, mong muốn lớn nhất của anh chính là giữ sức khỏe thật tốt để đảm bảo tinh thần làm việc, tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Theo nam ca sĩ, chỉ cần có sức khỏe thì mọi thứ đều sẽ thực hiện được. Từng được xem như hiện tượng âm nhạc Việt đình đám kể từ sau thành công của Gương Mặt Thân Quen 2014, Hoài Lâm dần mang về lượng fan đông đảo và cuồng nhiệt. Trong thời gian về Vĩnh Long sinh sống, thỉnh thoảng còn nuôi Hoài Linh vẫn phát hành sản phẩm âm nhạc. Trong số đó, thành công nhất phải kể đến Hoa Nở Không Màu. Thông tin từ phía đại diện nam ca sĩ cho biết, chủ nhân như những phút ban đầu không quá đặt nặng vấn đề cát xê, có thể thấy giá vé để xem chàng ca sĩ biểu diễn dao động ở tầm trung chỉ từ 300.000 tới 1 triệu đồng. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực quyết tâm cùng tần suất xuất hiện liên tục tại các phòng trà sân khấu, sự đầu tư luyện tập bài bản về kỹ năng thanh nhạc và cải thiện ngoại hình, anh vẫn nhận được nguồn thu tương đối lớn. Bằng chứng là chỉ sau thời gian ngắn comeback, nam ca sĩ có thể tự tậu chiếc xe sang. Với sự trở lại đường đua âm nhạc lần này, ca sĩ Hoài Lâm hứa hẹn: "Tôi hứa sẽ quay trở lại nghề một cách nghiêm túc và làm việc khoa học." Khán giả cũng bày tỏ sự kỳ vọng vào nam ca sĩ. Sau nhiều biến cố xảy ra, anh vẫn nhận được sự yêu quý từ công chúng vì tài năng, giọng hát trời phú. Lăn lộn vào showbiz từ năm 13 tuổi, Hoài Lâm dần khẳng định bản thân trên con đường theo đuổi nghệ thuật. Nam ca sĩ sở hữu nhiều bản hit đình đám được đông đảo khán giả yêu mến. Thế nhưng khi sự nghiệp trên đà thăng tiến, anh bất ngờ đổi nghệ danh, lui về quê sinh sống, hạn chế hoạt động showbiz với lý do sức khỏe. Từ đó giọng ca 9X về quê sống cùng bố mẹ và rất khép kín. Hy vọng Hoài Lâm sớm lấy lại giọng hát xuất chúng và diện mạo điển trai như thời kỳ đỉnh cao.